Đánh đâu? Có lẽ là bóng đã chạm tay. Có lẽ là như vậy. Trọng tài đã quan sát ở một góc quay. Chính xác là bóng đã chạm tay vào số 10 của Thành Tâm Quốc Đạt. Dứt điểm cầu vào. Tuấn không thực hiện thành bàn. Và trận đấu chúng ta đang đứng trước cơ hội đến với loạt đá luân lưu. Người thực hiện quả đá đầu tiên cho Thành Tâm đó là số 10 Quốc Đạt. Quốc Đạt đối đầu với thủ môn Quốc Việt. Quốc Đạt, cú đá rất mạnh mặc dù Quốc Việt đã đón đúng hướng bóng nhưng không thể cản phá được cú đá vừa rồi. Loạt đá đầu tiên của Thành Tâm thực hiện thành công. Ngay quả đá đầu tiên của A Hưng Nông thì người được chọn đó là thủ môn áo số 1 Quốc Việt. Chỉ bằng đội trưởng bên phía đội bóng A Hưng Nông. Quốc Việt, cú đá rất tự tin ngay chính diện cầu môn và đó là cú đá thành công. Một đều sau loạt đá thứ nhất. Quả đá lần này sẽ thuộc về số 4 bên phía Thành Tâm. Thêm một cú đá nữa thành công đến từ Thành Tâm FC. Đó là Thế Anh. Quốc Trần quá gọn gàng. Hai đều sau hai lượt đá. Một cú đá được bóng đập vào xa ngang. Nó tương tự như cái cách mà cao thủ của Hàng Nông bỏ lỡ trong trận đấu. Đó là cú dứt điểm của số 8 Trường Thọ. Trường Đạt. Một cú đá được bóng đập vào cột dọc. Có lẽ là nó đã chạm vào tay của Khang Hồ trước khi đến cột dọc. Dứt điểm một cú đặt lòng rất chính xác của số 21 bên phía Thành Tâm. Quả đá lưu tiếp theo thành công đến từ cao thủ của An Hưng Nông. Nguyễn Thịnh quyết định được đưa ra rất nhanh đến từ Nguyễn Thịnh. Đăng Khoa và Minh Khang. Đăng Khoa. Trận đấu đạt rất căng bằng tầng lúc đó luân lưu sau 5 loạt đá thì tỷ số là 4 đều. Quốc Trắng quyết định được đưa ra rất nhanh đưa các bạn. Những cú đá đến từ đội Thành Tâm là rất dứt khoát. Minh Vương. Trận đấu kết thúc với 6 lượt đá và tỷ số là 5-4 dành cho đội Thành Tâm FC. Đó là những gì mà khán giả đã nói về trường hợp chết rụng sống dài của Thành Tâm ở trong trận đấu này. Họ đã một lần đứng trước khe cửa tử khi mà quả đá phạt đền quyết định trận đấu đến từ cao thủ An Đồng. Nhưng cú đá không thành công của đội lưng lù thì chính Thành Tâm đội bóng đã đánh bại đối thủ. Chiến thắng chung cuộc là 5-4 cho đội lưng lù.